Thưa quý vị, tập đoàn của gia đình cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có quy mô hàng trăm công ty, trị giá nhiều tỷ đô la, là ông lớn trong lĩnh vực bất động sản, khách sạn và sân golf tại Mỹ, nhưng cũng thăng trầm theo con đường chính trị của ông Trump. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã làm việc với lãnh đạo cấp cao của tập đoàn The Trump Organization, tập đoàn của gia đình cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Tập đoàn này muốn hợp tác đầu tư tại Hưng Yên trong lĩnh vực xây dựng khách sạn, sân golf và tổ hợp vui chơi giải trí. Trump Organization là tập đoàn tư nhân đa ngành hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm bất động sản, khách sạn, sân góp, giải trí, quản lý, tài sản. Tập đoàn này được thành lập vào năm 1927 và ban đầu chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản ở New York. Năm 1971, ông Donald Trump đã tiếp quản tập đoàn này và mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác, bao gồm khách sạn, sân góp, giải trí, quản lý, tài sản, môi giới, tiếp thị. Sau khi ông Donald Trump cầm trịch, Trump Organization có dự án nổi tiếng đầu tiên là Grand Hyatt, New York vào năm 1980, được cải tạo từ khách sạn Commodore tại Manhattan. Trump Organization sau đó dồn dập thực hiện các dự án bất động sản khắp Manhattan, một quận có mật độ dân số đông nhất New York. Tại trung tâm kinh tế và thương mại của nước Mỹ này, ông Donald Trump đã xây dựng tòa nhà xa hoa bậc nhất, Tháp Trump Trump Tower ở số 721 đến 725 Fifth Avenue, giữa đường 56 và 57 ở Midtown Manhattan. Trump Tower cao 200m, 58 tầng, được khánh thành năm 1983 và được xem là một trong những công trình mang tính biểu tượng của New York. Và đây cũng là địa điểm văn phòng của nhiều thương hiệu cao cấp và chính gia đình ông Trump. Trump Tower được xem là một minh chứng về tầm nhìn vĩ đại của ông Trump với vị thế là điểm đến của những người giàu có Mỹ. Trump Organization đã kiếm được 300 triệu đô la tiền bán căn hộ tại tòa tháp này. Gia đình Trump sở hữu một căn penthouse chiếm 3 tầng trên cùng có view đắt giá nhìn thẳng ra công viên Central Park. Ông Trump làm việc ở tầng 26, có một thang máy riêng, có thể đưa ông từ văn phòng đến căn hộ gia đình. Còn Trump World Tower là một tòa trung cư tại khu phố Turtle Bay, cũng ở Midtown Manhattan. Tòa nhà được phát triển bởi Donald Trump và được xây dựng từ năm 1999 đến 2001, cao 262 m Trump Organization có hàng chục sân gốc, khách sạn và rất nhiều tòa nhà căn hộ. Trong tài liệu công bố khi tranh cử, ông Trump cho biết Trump Organization được hình thành từ hơn 500 công ty khác nhau. Ông Trump cũng nằm trong ban lãnh đạo một số công ty có trụ sở ở Anh. Trong khoảng thời gian 4 năm làm Tổng thống Mỹ từ 2017 đến 2020, ông Donald Trump đã thôi không điều hành Trump Organization. Hồi cuối năm 2016, luật sư của ông Donald Trump đã trả lời CNN cho biết ông Trump không muốn tận dụng quyền Tổng thống để tăng tài sản. Trump Organization sau đó đã được đưa vào một quỹ ủy thác để tránh xung đột lợi ích. Ông đã trao lại quyền lãnh đạo cho các con vào năm 2017. Tất nhiên, việc kinh doanh vẫn nằm trong tay gia đình Trump. Được biết, sau đó, Ivanka đã điều hành mảng khách sạn, Donald Jr chịu trách nhiệm mảng sân golf, còn Eric quản lý nhà máy rượu và các dự án phát triển mới. Trong thời gian ông Trump làm tổng thống Mỹ, gia đình ông hạn chế tốc độ mở rộng và giảm ký hợp đồng với các đối tác quốc tế có thể gây xung đột lợi ích. Các con của ông Trump không thực hiện nhiều thương vụ mới chỉ để tài sản tăng trưởng tự nhiên. Hoạt động kinh doanh của Trump Organization bị ảnh hưởng khá nhiều vì những hoạt động chính trị của ông Donald Trump. Trong những lần tranh cử, những chính sách và bình luận gây tranh cãi của ông đã khiến thương hiệu Trump bị ảnh hưởng tiêu cực. Lượng khách đến các khu vui chơi nghỉ dưỡng của Trump Organization cũng giảm. Trong vài năm gần đây, Trump Tower là nơi gắn với các cuộc điều tra liên bang nhắm tới ông Trump và các cuộc biểu tình ủng hộ, phản đối ông Trump khi cựu tổng thống Mỹ bị điều tra hình sự. Trump Tower được bao quanh bởi các cổng sắt và an ninh vũ trang gây nhiều thiệt hại cho tòa nhà và người thuê, tỷ lệ lấp đầy tại tòa nhà này liên tục giảm trong vài năm gần đây, thay vì mức 99% như trước đó. Trong chiến dịch tranh cử đầu tiên của ông Donald Trump và 4 năm ông Trump ở Nhà Trắng, các giao dịch kinh doanh nước ngoài của cựu tổng thống Mỹ luôn bị giám sát chặt chẽ vì những xung đột lợi ích tiềm ẩn. Sau khi ông Trump không còn là tổng thống từ năm 2021, Trump Organization đã khôi phục các nỗ lực mở rộng toàn cầu với việc xây dựng thêm các sân golf và dự án bất động sản ở nước ngoài, trong đó có Scotland, Ấn Độ, Indonesia, Oman, Saudi Arabia trị giá nhiều tỷ đô la. Trong nhiều năm qua, Trump Organization cũng đã rút lui hoặc ngừng tính toán các dự án ở nhiều quốc gia, trong đó có Nga, Trung Quốc và Brazil. Gần đây, thì tài sản của ông Trump cũng trồi sụt liên tục khi cổ phiếu Trump Media and Technology Group, công ty điều hành mạng xã hội Truth Social do ông Donald Trump sáng lập, liên tục biến động theo các diễn biến trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới, từ những lần ám sát hụt cho tới tỷ lệ ủng hộ theo khảo sát. Theo Forbes tính đến ngày 19 tháng 9, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có khối tài sản 3,9 tỷ đô la và chỉ còn xếp 879 trên thế giới. Hồi giữa tháng 8, tài sản của ông Donald Trump đã giảm mạnh xuống 4,9 tỷ đô la. Trước đó vào giữa tháng 7, theo Forbes, ông Trump có khối tài sản 6,5 tỷ đô la và xếp thứ 450 trong danh sách các tỷ phú đô la trên phạm vi toàn cầu. Một câu hỏi đặt ra là liệu ông Trump có cam kết chấm dứt các thỏa thuận kinh doanh nước ngoài một lần nữa nếu giành lại quyền lực tại Nhà Trắng hay không? Một số thông tin từ Trump Organization cho biết điều đó có khả năng sẽ xảy ra. Thưa quý vị, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép cắt giảm lãi suất lần đầu tiên sau 4 năm có thể tác động lớn đến cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa ông Trump và bà Harris. Theo Bloomberg, trong ngày 18 tháng 9, Fed đã thông báo điều chỉnh chính sách tiền tệ của Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2020, qua đó giảm lãi suất 50 điểm cơ bản 0,5% về mức 4,75 đến 5%. Chủ tịch Fed Jeremy Powell cho biết, quyết định này được đưa ra nhằm duy trì sức mạnh của thị trường lao động và giảm lạm phát bền vững xuống mức 2%. Hội đồng luôn sẵn sàng điều chỉnh chính sách tiền tệ để đối phó với các rủi ro phát sinh. Theo truyền thông Mỹ, việc Fed cắt giảm lãi suất tại thời điểm này có thể gây ra tác động lớn đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Ngay sau khi thông báo kể trên được đưa ra, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và phó tổng thống Kamala Harris đã có những phản ứng trái ngược nhau. Đây là một con số bất thường và là khoản cắt giảm lớn, tôi nghĩ rằng đây là phản ứng trước một nền kinh tế tồi tệ hoặc là một chiêu trò chính trị, nhưng đây là một tin xấu với bà Harris bất kể động cơ của Fed là gì. Ông Trump nói trong sự kiện vận động ở Manhattan. Ở chiều ngược lại, bà Harris lại tỏ ra hoàn ngành quy định của Fed, khẳng định đây là tín hiệu tích cực với những người dân Mỹ đang phải gánh chịu hậu quả lạm phát. Bà Harris tuyên bố, tôi biết giá cả hiện nay vẫn còn quá cao với tầng lớp trung lưu và ưu tiên hàng đầu của tôi khi trở thành tổng thống là tiếp tục giảm chi phí cho các nhu cầu thiết yếu như chăm sóc sức khỏe, nhà ở và thực phẩm. Đây là điều trái ngược với những gì ông Trump muốn làm nếu trở lại nhà trắng. Thưa quý vị, ứng viên Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 17 tháng 9 đã xuất hiện lần đầu trước công chúng chỉ 2 ngày sau vụ ám sát hụt. CNN đưa tin, ông Trump vào tối 17 tháng 9 theo giờ Mỹ đã có mặt tại một sự kiện vận động tranh cử được tổ chức ở thành phố Flint thuộc bang Michigan trong tiếng vỗ tay của hàng nghìn người ủng hộ. Dọc lối vào nơi diễn ra sự kiện, ban tổ chức đã cho lắp đặt các hàng rào thép cũng như điều động nhiều nhân viên an ninh. Trong bài phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ, ông Trump đã nhắc tới các cuộc điện đàm của bản thân với tổng thống Mỹ Joe Biden và ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris ở thời điểm sau khi vụ ám sát hụt xảy ra, đồng thời nói rằng cả ông Biden và bà Harris rất tốt với ông. Ông Trump phát biểu: "Tổng thống Biden hôm 16 tháng 9 đã gọi điện cho tôi, đó là một cuộc điện đàm tốt đẹp. Tôi cảm kích khi ông Biden gọi điện để nói về những gì xảy ra, ám chỉ trong vụ ám sát hụt. Trước đó tôi cũng nhận được cuộc gọi tốt lành từ bà Harris." Cựu Tổng thống Mỹ sau đó ca ngợi những gì mà cơ quan mật vụ Mỹ đã làm khi cố ngăn chặn vụ ám sát. Cơ quan mật vụ Mỹ đã làm rất tốt khi ngăn chặn vụ ám sát ở bang Florida. Tôi dành lời khen ngợi cho các nhân viên mật vụ đã phát hiện và ngăn chặn nghi phạm thực hiện hành động ám sát. Trước đó, một nỗ lực ám sát nhằm vào ông Trump đã xảy ra ở trên sân golf ở West Palm Beach, cách không xa dinh thự mà vào lúc 14 giờ chiều 15 tháng 9. Nghi phạm thực hiện vụ ám sát tên là Ryan Root, 58 tuổi, từng là người ủng hộ ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016. Thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 9 vừa qua, nghi phạm Ryan Wesley Root, 58 tuổi đã bị bắt sau khi mật vụ Mỹ phát hiện ra ông này có ý định ám sát cựu tổng thống Donald Trump tại câu lạc bộ golf quốc tế Trump ở West Palm Beach, Florida. Đáng chú ý hơn các bài đăng trên mạng xã hội và một cuốn sách tự xuất bản của Ruth khẳng định có liên quan đến quân đội Ukraine. Cụ thể, Ryan Gressley Ruth, nghi phạm âm mưu ám sát ông Trump đã bày tỏ ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Vài tuần sau khi xung đột Ukraine bùng phát hồi tháng 2 năm 2022, Ruth viết lên mạng xã hội tuyên bố sẵn sàng tới Ukraine để tình nguyện chiến đấu đến chết. AFP từng phỏng vấn Ruth tại Kiev vào tháng 4 năm 2022 khi ông này tham gia biểu tình ủng hộ người Ukraine mắc kẹt ở thành phố cảng Mariupol. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine vạch rõ họ không liên quan tới Ruth. Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết, người này không phụng sự ở đây và không có mối liên hệ nào với chính quyền, đó là điều chắc chắn. Ông ta nhập cảnh vào Ukraine như một người không ai biết đến, chỉ là người ủng hộ như bao người khác, Quân đoàn quốc tế Ukraine, gồm các tình nguyện viên nước ngoài chiến đấu cho Kiev cũng phủ nhận mọi liên hệ, nói rằng nghi phạm Rút không chiến đấu cùng họ và không liên quan tới đơn vị này. Ngoài vấn đề Ukraine, Rút thường xuyên đăng bài viết về chính trị và chỉ quyên góp cho ứng viên, tổ chức thuộc Đảng Dân Chủ từ năm 2019. Nghi phạm hồi tháng 4 đăng bài chỉ trích ông Trump, trong đó tuyên bố nền dân chủ nằm trên lá phiếu và chúng ta không thể thua. Các mật vụ bảo vệ ông Trump chiều 15 tháng 9 phát hiện nòng súng nô ra khỏi hàng rào gần nơi ông chơi golf ở West Palm Beach, bang Florida và nổ súng về phía nghi phạm Ruth. Ngày nay lái ô tô bỏ trốn trước khi bị cảnh sát bắt ở hạt Martin lân cận. Cựu Tổng thống Trump từng chỉ trích Ukraine đang xin viện trợ không có điểm dừng và đe dọa sẽ cắt nguồn viện trợ này ngay khi ông đắc cử. Trong cuộc tranh luận với bà Harris vào hôm 10 tháng 9, cựu Tổng thống Mỹ không trả lời khi được hỏi liệu có muốn Ukraine giành chiến thắng hay không, mà chỉ nói sẽ tìm cách chấm dứt xung đột thông qua đàm phán. Giữa quan sát nhận định, điều này cho thấy nếu cựu Tổng thống Trump quay lại Nhà Trắng, ông sẽ không đối đầu với Nga nhiều như chính quyền đương nhiệm và có xu hướng thỏa hiệp hơn. Trump đã bị ám sát hụt khi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 13 tháng 7 và bị thương ở vành tai thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành cùng quý vị còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại